Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anphard Computer. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai chiếc tay cầm là best choice trong tầm giá là dưới 1 triệu đồng. Nếu các bạn muốn biết nó là gì, hãy cùng xem hết video này nhé. Và hai sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay, đấy là một sản phẩm đến từ MSI có tên là GC30. Đó, đây là một chiếc tay cầm có giá là 990.000. Và đây là một chiếc tay cầm khá là quen thuộc với các bạn, đó chính là tay cầm PXN, khá là hot trong thời gian vừa qua, có giá là 599. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp hai sản phẩm này. Thì mình đã mở hộp hai chiếc tay cầm này. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xem những phụ kiện của chiếc PXN này. Chúng ta sẽ có một chiếc dây kết nối để chúng ta kết nối khi mà chúng ta cần sạc pin, cũng như là chúng ta hết pin thì chúng ta kết nối trực tiếp. Và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái đầu USB như thế này. Còn về phần MSI, chúng ta sẽ có một cái tay cầm, rõ ràng rồi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ có một dây kết nối và cũng để sạc pin luôn, giống như chiếc PXN. Và chúng ta sẽ có một cái phím kim loại như thế này. Chiếc tay cầm MSI hơn với PXN có giá là khoảng 400.000. Chúng ta sẽ có hơn một chiếc là dây kết nối cũng như là một phím kim loại. Liệu nó có đáng hơn với 400.000 không? Chắc chắn là không chỉ có thế rồi. Chúng ta hãy đi vào hai chiếc tay cầm này nhá. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng so sánh về phần thiết kế giữa hai chiếc tay cầm là PXN và MSI. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, chúng ta thấy là hai chiếc tay cầm này không khác gì nhau, bởi vì đơn giản là nó sẽ đều được làm thiết kế theo một cái form chung, đấy là form công thái học của nhà Xbox. Thì chúng ta có thể cầm lấy cái ưu điểm của cái việc mà thiết kế theo form công thái học nhà Xbox thì chúng ta sẽ có cái gì? Đó chính là việc là chúng ta sẽ phù hợp với lại tay cầm của người châu Á, với hai cái nút joystick là đối xứng nhau. Đó là về form thiết kế. Còn về chất liệu thì sao? Chúng ta có thể nhìn thấy rằng chiếc PXN này sẽ có hai mặt. Ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa là bằng nhung, và bên trên thì cũng là nhựa nhưng mà nó là nhựa bóng. Cái việc thiết kế như này sẽ khiến cho chiếc tay cầm của các bạn có cái độ bóng, và nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy nó sang trọng hơn. Nhược điểm đó chính là nó sẽ hơi bám bụi và dấu vân tay một chút. Còn về chiếc MSI thì làm sao? Chúng ta cũng sẽ có một chiếc tay cầm bằng nhựa, và chúng ta sẽ có thêm 2G cao su ở đây. Nó sẽ giúp cho chúng ta cầm nắm tốt hơn, bởi vì nó sẽ tạo ra ma sát khi mà chúng ta cầm tay đấy như này. Về chiếc tay cầm MSI thì chúng ta sẽ có một số cái điểm nhấn hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo của MSI có hình con rồng. Đó, chúng ta nhìn vào phát là biết ngay là fan của đội rồng rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nút điều hướng, là nó sẽ có thể tháo ra, lắp vào được như này. Đó. Và nếu như bạn nào mà chán cái nút này theo một cái cách gọi là nút cộng bình thường, thì chúng ta có thể thay vào bằng nút hình tròn. Nó sẽ là một cái gì đấy mang lại cho các bạn một cái cảm giác bấm nó mới lạ hơn, và nó sẽ đặc biệt hơn. Thêm một nữa, chúng ta sẽ có một chiếc logo MSI được mạ kim loại ở đây. Nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn gì đấy cho người dùng. Về phần thiết kế so sánh giữa hai chiếc PXN và MSI, sẽ đánh giá rằng chiếc tay cầm của MSI sẽ nhìn hơn một chút, và mình sẽ cho MSI được bàn thắng đầu tiên, 1-0 cho MSI. Nếu như bạn sử dụng một chiếc tay cầm của Xbox thì chúng ta khá là quen với việc mà chúng ta sử dụng một thời gian chúng ta phải thay pin, cũng như là chúng ta phải mua những cái pin sạc hoặc là pin tiểu, sẽ khiến chúng ta mất thêm chi phí khi mà chơi game. Còn với hai sản phẩm mà tôi giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay là chiếc MSI và chiếc PXN, chúng ta không phải làm điều đấy nữa, bởi vì hai chiếc sản phẩm này đã được tích hợp sẵn những cục pin mà khiến chúng ta chơi hết thì lại sạc. Và bật mí cho các bạn một chút thì về thời lượng pin của chiếc PXN, chúng ta sẽ có là 550mAh, và chiếc MSI ở đây thì chúng ta sẽ có pin là 500mAh. Với thời lượng pin này sẽ đủ dùng cho các bạn trong vòng 8 tiếng theo nhà sản xuất. Và với cái trải nghiệm của bản thân của tôi thì tôi thấy rằng là khi mà mình đi làm và về nhà buổi tối thì chúng tôi chơi một chút và đi ngủ, thì chúng ta sẽ chỉ cần sạc pin trong vòng 1 tuần, một sạc một lần. Còn nếu bạn nào mà chơi ít hơn thì mình nghĩ có lẽ là nó sẽ được lâu hơn. Nhìn chung thì hai chiếc tay cầm này đều đáp ứng tốt nhu cầu về pin và thời lượng sử dụng cho các bạn. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao hơn chiếc PXN, bởi vì sau khi thời gian sử dụng thực tế thì mình cảm giác là chiếc PXN này sẽ lâu hết pin hơn, cũng như là lâu phải sạc hơn. Một bàn gỡ hòa dành cho PXN. Một điều đáng quan tâm với các game thủ khi mà chơi game đó chính là chiếc tay cầm của mình có rung hay không. Nó sẽ tạo những cái trải nghiệm cực kỳ là đáng nhớ và cực kỳ là sống động. Và điều đặc biệt là cả hai chiếc tay cầm này đều được trang bị hai bộ rung ở hai bên của chúng ta. Và khi mà chúng ta chơi những cái game thì chúng ta sẽ thấy nó rung theo những cái nội dung của game đấy. Ví dụ như tôi chơi game FIFA Online, khi mà chúng ta đập cột dọc thì nó sẽ rung theo cái cột dọc đó. Và ngoài ra, nếu như các bạn chơi game đua xe chẳng hạn, thì chúng ta đi vào đường gồ ghề, nó cũng sẽ rung để cho chúng ta cảm giác chân thật nhất khi mà chúng ta trải nghiệm game. Và đây là hai điểm cộng rất là đáng chú ý với hai chiếc tay cầm có mức giá chỉ dưới 1 triệu thôi.
Về phần kết nối của hai chiếc tay cầm này thì cả hai chiếc tay cầm chúng ta đều sẽ có ba kết nối chủ yếu. Đó chính là kết nối trực tiếp qua cái dây nguồn của chúng ta. Kết nối thứ hai đó chính là kết nối Bluetooth và kết nối thứ ba đó chúng ta sẽ cắm USB receiver. Tuy nhiên ấy có một cái điểm hơi bất tiện một chút ở chiếc MSI này, một chút thôi, đó chính là cái chiếc USB của MSI thì nó hơi to một chút, nên là nếu như bạn nào mà đang cắm nhiều thiết bị ở trên các cổng USB trên máy tính của mình thì cái việc mà kích thước của chiếc USB nó sẽ tạo cho chúng ta sự bất tiện. Về các nền tảng kết nối thì cả hai chiếc tay cầm này đều sẽ kết nối được với nền tảng Windows để chúng ta kết nối với những chiếc máy tính. Và một điều đặc biệt nữa là kết nối với lại là các nền tảng Android. Android thì chúng ta sẽ có khá là nhiều thú vị bởi vì chúng ta sẽ có nhiều thiết bị có thể kết nối Android. Ví dụ như là chúng ta kết nối được điện thoại thông minh, chúng ta kết nối được các tablet và chúng ta sẽ kết nối được cả những chiếc TV thông minh nữa chạy hệ điều hành Android. Và các chiếc TV thông minh này nó đi kèm với những chiếc tay cầm Bluetooth như này, nó thực sự là một cái bộ đôi đi với nhau hoàn hảo. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng TV thông minh thì chúng ta có thể ngồi trong gia đình và càng ngày thì càng nhiều game dành cho các gia đình cũng như là những người bạn bè với nhau thì chơi và cùng trải nghiệm trên một chiếc TV như thế sẽ là cực kỳ vui vẻ. Tiếp theo là về những chiếc nút bấm, những điều cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta chơi game. Thì tôi thấy rằng là vì chúng nó có thiết kế là giống nhau, vì vậy nên là mình thấy cảm nhận là trải nghiệm trên hai chiếc tay cầm này là không khác nhau nhiều. Bởi vì là mình thấy là độ nảy và độ phản hồi của hai chiếc tay cầm này mình khó mà mình có thể nhận biết được. Tuy nhiên ấy thì có một điều mà mình chắc chắn, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng các cần analog này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là một chiếc MSI thì làm bề mặt của cần analog là bằng chất liệu bằng nhựa, còn chiếc PXN thì nó sẽ được làm bằng chất liệu đó là cao su. Và hai cái chất liệu này nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Về chiếc PXN thì chúng ta sẽ cảm giác là khi mà chúng ta kéo thì nó sẽ có lực ma sát lớn hơn và chúng ta sẽ có cảm giác như là nó chắc chắn hơn khi mà chúng ta di chuyển cũng như là chọn kỹ năng. Ngoài ra thì còn về phía MSI thì chúng ta sẽ thấy là chiếc PXN này nó sẽ cảm giác nó trơn hơn bởi vì nó làm bằng nhựa. Đấy là điều mà mình cảm nhận sau khi dùng thử hai chiếc tay cầm này. Tổng kết lại về trải nghiệm khi mà sử dụng những chiếc nút bấm cũng như là những nút điều hướng ở trên hai chiếc tay cầm này thì mình cảm giác rằng hai chiếc tay cầm này đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu của các game thủ. Tuy nhiên thì mình sẽ đánh giá cao hơn một chút về chiếc tay cầm PXN này. Và một cái điểm nữa về phần thiết kế mình muốn lưu ý các bạn, đó chính là về cái cổng vị trí của hai cái chiếc cổng USB micro USB này để chúng ta kết nối trực tiếp với lại là các thiết bị. Thì ở đây chiếc MSI thì chúng ta sẽ có cổng kết nối đằng trước, tuy nhiên thì PXN nó lại kết nối đằng sau như thế này, thì khi mà chúng ta hết pin thì chúng ta sẽ khá là bất tiện. Vì vậy nên là mình khuyên những game thủ mà lựa chọn chiếc PXN khi mà chơi game thì chúng ta nên là kiểm tra pin và chúng ta sẽ sạc pin thường xuyên hơn. Tổng kết lại, hai chiếc tay cầm này là những lựa chọn đáng chú ý đối với các game thủ. Thay vì các bạn bỏ ra tầm khoảng 1 triệu rưỡi đổ lên để chúng ta sở hữu những chiếc tay cầm Xbox thì chúng ta có thể bỏ ra dưới 1 triệu đồng để chúng ta mua hai chiếc tay cầm này. Đối với mình thì nó sẽ đủ để thỏa mãn cái nhu cầu chơi game của bản thân mình với cái hình thức là giải trí. Và chúng ta nếu như các bạn nào mà có muốn có mức giá tốt thì chúng ta hãy chọn chiếc PXN này, bởi vì nó có mức giá cực kỳ tốt, chỉ là 599.000 tại Alphard Computer. Còn nếu bạn nào mà là fan của dòng đỏ, là fan của MSI thì chúng ta hãy lựa chọn chiếc tay cầm MSI mà mình đang cầm nhé. Cả hai chiếc tay cầm này đều sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu chơi game và giải trí cho các bạn. Chúc các bạn có những giây phút giải trí vui vẻ và lựa chọn được cho mình một chiếc tay cầm xứng đáng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.